Nếu cảm nhận thì anh thấy tóc của em bây giờ đang như nào ấy? Đây. Em lên thì xuống thẳng là gì em? Nào. Lần đầu em nhá, em con gái, em gái này, lần đầu là em vào. Chính là tóc phụ nữ của em yếu hơn bọn anh nhiều, nó chưa làm nhiều. Em biết tại sao vì phụ nữ hay bị dùng tóc không? Vì dùng dầu gội thường thứ nhất là gội hay bị, mà tự gội hay còn cả là xả không hết dầu. Dùng dầu gội cho xả không hết dầu.